Xin chào cả nhà. Bây giờ thì mình chiều nay mình sẽ cho con đại bàng của mình đại bàng lên đây mình phi ra. Các bác sẽ xem nha, các bác thấy hay thì các bác livestream chia sẻ cho mình để cho mình có động lực để mình quay cho em đó nha. Bây giờ chiều nay mình sẽ cho nó phi tiếp tục phi nha. Không có người quay thì mình chỉ sử dụng một cái máy mình phi về thôi, mình để mình quay từ từ thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho em nó phi rồi lại chỗ đứng phi nha. Thì chưa kêu người bay rồi kêu người đứng nó ngon hết. Ngược sáng.